nó nằm ở như con heo mập nằm vậy. Hôm qua nó thở rồi, nó có giảm thở lại không? Rồi rồi, hù nó đứng dậy đi, em xin tấm hình đây. Có cái điện thoại quay phim đã mà không lưu giữ mấy tấm hình con bò này lại uổng. Lưu giữ rồi so sánh giữa xác bò sao với xác bò này là biết nó bự hơn cỡ nào liền. Điện thoại của thằng con anh đó, trời ơi, y hệt cái này gì. Con này bảo đảm bự hơn hàng kia, thịt nhiều hơn, bự hơn. Trời ơi, bự dữ lắm á. Hai con này còn bò con mà. Cái cổ của nó chưa tròn, nó chưa lên cổ nữa mà.